Chương 1. Vì em, anh sẵn sàng lấy chồng. Nghe chọn bộ tại mê audio com Jeon Dung Cúc và Song Na -yeon, hai con người chưa bao giờ tách rời nhau từ khi còn 8 tuổi đến giờ. Thời tiểu học rồi dần đến cả đại học, hai người là một đôi thanh mai trúc mã tuyệt đẹp như trong tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc, đều là trai thanh gái tú. Đi đến đâu đều được ánh mắt ngưỡng mộ dõi nhìn. Đối với Thanh Mai Trúc Mã thì chỉ là bạn bè thân thiết từ nhỏ đến lớn, nhưng giữa nam và nữ thì sẽ không có chuyện gì xảy ra khi ở cạnh nhau tận 14 năm sao? Ở cạnh nhau tính đến năm chứ không phải tháng hay ngày thì một chút tình cảm này mầm đương nhiên phải có. Và Dung Cúc cùng nhau làm bạn 14 năm nhưng trong đó đã 10 năm cậu mang trái tim mình chói chặt với cô gái kia. Cậu yêu cô hơn cả bản thân mình, tận tình chăm sóc, lo lắng như thế đó chính là người yêu của mình. Nhưng thật ra, trong 10 năm đó chỉ có duy nhất bản thân cậu tự chơi đùa với trái tim của mình. Đó là một tình yêu đơn phương giấu kín của cậu với người con gái kia, vì cậu biết bản thân mình không thể với tới được. Song chương 2, đám cưới, nghe chọn bộ tại mê truyện audio.com. Sáng hôm sau tại trường đại học LZ đêm qua trằn chọc ngủ không được cả Dung Cúc lẫn Nayeon. Kết thúc buổi cà phê chiều nọ, cả hai hôm nay lên trường học vài tiết thì cùng nhau hẹn lên sân thượng vào giờ nghỉ trưa mục đích là để vạch ra kế hoạch đám cưới và bàn bạc một số vấn đề. Dung Cúc học ở khoa công nghệ thông tin học hành giờ tệ, đội sổ liên tục trong lớp. Nhưng chẳng hiểu sao, mọi người vẫn thường gọi cậu là thiên tài thay vì thiên tai mới chính xác trong lớp thầy dạy thì chậm chạp, khó tiếp thu và dễ lãng quên. Vậy mà lại là một hacker khá chuyên nghiệp về việc ăn trộm thông tin như xem trước bản điểm, đề thi và vân vân đại loại như thế thì Dung Cúc rất tài ở khoản này. Ngoài ra trong vòng 2-3 tiếng đồng hồ cậu có thể lập được một chương trình cài bẫy người khác hay những trang web đen thả virus vào máy những người truy cập vào trang web đó thỉnh thoảng cậu hay kiếm vài đồng lẽ bằng cách hách máy của những người trong trường cho một ổ virus khó phá vào trong sau đó cậu treo bảng sửa máy tính trước cửa phòng ký túc xá của thằng bạn vì cậu không ở ký túc xá nên mượn thằng bạn để dùng làm văn phòng thế là ai có gặp chắc trở liền đến tìm gặp cậu nhờ giúp đỡ chứ ai ngờ kẻ đầu sỏ lại là kẻ sửa máy tính cho mình chứ Dung Cúc tự cho là mình đê tiện chơi không đẹp nhưng vì cái bao tử mà dẹp bỏ thể diễn. Còn Nayeon là hoa khôi của khoa văn học tuy cái khoa này và nghề diễn viên mơ ước của cô chẳng liên quan gì nhau nhưng cũng giúp đỡ ít nhiều cho việc rèn luyện diễn xuất chương 3. Động phòng, nghe chọn bộ tại mê audio com. Dung Cúc vào được trong phòng rồi, cũng may là nhờ Nayeon đã đưa trước cho cậu thẻ quẹt cửa cậu từ tốn quan sát căn phòng, đặc biệt là ghi nhớ kỹ càng từng góc ngách của căn phòng này, từ đường đi chỗ trống hay vật thể nào cũng đều nhớ hết. Nguyên là để thực hiện một việc nhỏ trong kế hoạch lớn, chính là biết đường ứng phó trong đêm tối. Sau đó Dung Cúc đi vào trong nhà vệ sinh, cậu vỗ mặt mình mấy cái rồi lôi ra một chiếc váy trắng ngắn và bộ tóc giả dài ngang tầm với Nayeon. Thực chất, chiếc váy này là váy cưới của Nayeon, cái váy này rất tiện lợi với hai lớp, một là lớp dài bên ngoài và hai. Nếu mọi người không thích dài có thể gây bất ngờ khi tháo nó ra và để lộ tầng váy ngắn xinh xắn bên trong. Riêng Dung Cúc thì thấy mặc váy dài để ứng phó với dê sồm trong đêm tối thì hẳn rất vướng víu, cho nên cậu mới chuyển sang thành loại ngắn dễ dàng di chuyển hơn. Cũng không khó khăn mấy để tung cú đá Hapkido của cậu hóa trang xong tươm tất dung cúc nhìn lại mình trong gương quá ư là lố bịch đi con trai không ra trai gái cũng chẳng ra gái tóm lại bán nam bán nữ rất 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 kỳ quái cậu cũng nghĩ sẽ tắt đèn nên mới không trang điểm làm chi cho hư tổn làn da này thế là mang nguyên cái mặt mộc đàn ông đi ra bên ngoài mặt mộc nhưng vẫn rất đẹp đấy bà con tiếc là phận như chúng ta không có cơ hội chạm vào tương đương tương đương cậu lặng lẽ ngồi xuống ngay mép giường, hai chân chụm lại như thiếu nữ gương mặt cũng hướng trong tối để tránh người kia nhìn thấy cậu. Là một cô dâu, giả mạo trong đêm tân hôn, là một thằng đàn ông đang đôi tóc giả và mặc váy, may sao sáng nay kịp cùng Nayeon đi lông chân nên giờ nhìn mình cũng không đến nỗi tệ. Đang ngồi trong đêm thanh tĩnh như thế, bỗng từ xa nghe tiếng bước chân chạy dồn dập, Dung Cúc thầm nghĩ sao không lẽ hắn ta trương lên sắp không chịu nổi rồi sao? Đêm nay phải cần phát tiết liền à? Sao cậu vẫn lặng thinh ngồi không cử động tuy trong người giờ rất bất bình tĩnh. Trong lúc đó người kia đã vào được trong, anh ta hơi thở mạnh vì chạy nhanh, trong bóng tối cũng có thể thấy được những giọt mồ hôi chảy nhễ nhại. Tây Hi Ung đi vào thì thấy cô dâu ngồi đó. Anh nhìn cậu một lúc rồi ho khan, định giơ tay mở đèn thì người kia lập tức hét to: "Đừng mở!" Sau đó anh lại nghiêng đầu nhìn, giọng nói vừa rồi rất khác với khi ở hôn lễ và buổi tiệc, có chút khàn đặc giống nam nhân, lại có sức hút dễ nghe hơn cả trước kia. Tây Hi Ung đứng khoanh tay dựa tường nói: "Em bị cảm." dung cúc nghe vậy thì hiểu rõ giọng mình chưa giống với con gái lắm liền đưa tay ho khan khụ khụ đúng vậy tối hôm nay lạnh quá nên em cảm rồi còn có hơi sốt hay là chúng ta đi ngủ sớm tiện thể lấy luôn cớ đó mà bỏ qua phần động phòng kia khóe miệng chợt cong lên vậy tại sao không được mở đèn anh còn tưởng em ngại ngùng muốn làm trong tối dung cúc lại tiếp tục ho lần này là ho thật sự khụ khụ a à, chỉ là không muốn mở đèn không được sao chính là chẳng còn lý do nào để nói thế là quyết định lấy giọng mũi làm nũng một tí mà vừa pha thanh âm con gái giữa con trai có phần khó nghe tê hy ung không nói gì nhưng cũng không mở đèn theo lời dung cúc anh tháo chiếc ca vát ra đặt sang một bên cả vest bên ngoài cũng cởi ra từ sớm tê hy ung không đoái hoài gì đến cô dâu nữa tự nhiên đi vào trong nhà tắm tắm rửa một chút khi tiếng nước róc rách xả ra dung cúc khẽ thở dài mấy cái đưa tay lên ôm trái tim bé bỏng suýt tí rơi mất ra ngoài cậu loay hoay qua lại từng tuổi này rồi đâu phải chưa xem mấy bộ av mấy bộ đàng hoàng thì trước khi làm chuyện đó con trai đều vào trong tắm rửa trước dung cúc bắt đầu tay chân run rẫy sợ rằng mình sẽ bị phát hiện sớm hơn cả dự định trong đầu phân vân có nên bỏ người chạy lấy trinh tiết hay không chỉ là sợ rằng bỏ đi giữa chừng thì Nayeon gặp chuyện, mà không bỏ đi thì cậu cũng gặp chuyện. Kế hoạch thật ra trong đầu cậu chỉ nghĩ đến bước thay Nayeon vào đêm động phòng, sau đó còn vài thứ khác nhưng cảnh tiếp theo của việc động phòng thì cậu nào nghĩ tiếp đâu. Chính Nayeon cũng không biết vì cậu sợ cô lo lắng mà thôi trong lúc mải mê suy nghĩ thì tê Hi bất ngờ bước ra từ nhà tắm có hơi khác xa với tưởng tượng của dung cúc là khi bước ra hẳn tê Hi sẽ bán khỏa thân chỉ với chiếc khăn bông quấn ngang thắt lưng vậy mà tê Hi lại bước ra trong bộ dạng rất bình thường chiếc áo thun đơn giải màu xám và quần dài co giãn thoải mái dành cho đi ngủ tóc anh lấm tấm vài giọt nước liền đưa khăn bông lên lau lau vò vò Dung Cúc ngồi đó há hốc miệng ra một khúc, nhìn anh thản nhiên cực kỳ. Còn ngồi đó nhìn, Tê Hi Ung chợt lên tiếng khiến Dung Cúc hoàn hồn, anh nhíu mày nhìn cậu. Vào tắm đi, nước nóng anh mở sẵn rồi, tắm nhanh ra nhanh kẻo cảm lạnh bị nặng hơn, Dung Cúc nuốt nước bọt một cái, không ngờ là Tê Hi Ung lại nghĩ cậu bệnh thật. Lại còn quan tâm chuẩn bị trước một bồn tắm nước nóng ấm ấm cho cậu thật sự rất đáng nghi, chẳng biết là giả đạo mạo hay thật sự là đạo mạo. Dung Cúc rụt rè gật đầu, cậu đi vào trong nhà tắm, khi lướt qua anh còn cúi đầu và dùng mái tóc dài che lấy gương mặt mình. Một là vì chiều cao của cậu hơn Nayeon một tí, hai là phải che đi cái bản mặt đầy nam tính này. Tất nhiên nam tính đều là do Jeon Dung Cúc tự ảo tưởng. Dung Cúc ngâm mình trong dòng nước nóng quần áo trên người đều đã lột ra sạch cả rồi, còn chẳng biết khi nào tên dê sồm kia kiềm không được mà xông vào nữa. Một khi xông vào rồi, thấy nhấp nhô dưới làn làn nước trắng đục và vật để dài nhỏ đỏ ửng của cậu thì chắc. Anh ta nhất định sẽ tẩu hỏa nhập ma mất thế là cậu mau mau kỳ rửa dội sạch phần xà phòng thừa trên người cậu đứng lên với lấy chiếc khăn bông lau mình thì giật thót tim nghĩ đến sao tôi sẽ mặc cái quái gì để đi ra đó không lẽ cái váy cưới lùm xùm kia sao đang bối rối chẳng biết làm sao thì bên ngoài cửa nhà tắm đã vang lên một giọng nói áo ngủ của em anh đặt ở trong tủ gỗ, em mở ra là thấy thật là rất đúng lúc, dung cúc mò mẫm đến cái tủ gỗ, chất đủ thứ loại quần áo ngủ mà Taehyung đã chuẩn bị cho cậu. Nói chính xác hơn là chuẩn bị cho Nayeon nhưng rất tiếc phải xin lỗi, ông đây ngực bằng phẳng sẽ mặc nó. Kết quả khi mở cửa ra, chỉ là một chiếc váy trắng tay cụt chân váy dài có thể là qua đầu gối đi, loại vải dung cúc sờ vào cũng là loại dày không mỏng manh dễ lộ thân thể cho lắm. Nói chung nhìn kỹ, giống như áo dành cho mấy bà thím mặc ý, cậu có hơi đánh giá gu thẩm mỹ của Tê Ung Dung cúc liền trồng nó vào, cảm giác thoải mái hơn nhiều so với chiếc váy cưới lộ phần xương quai xanh kia cũng không xác định được rốt cuộc là Tê Ung thể loại người gì cậu bước ra tiện tay tắt đèn nhà tắm để tránh bị tê hy ung trông thấy mặt cậu ngồi xuống bên cạnh anh nín thở chờ đợi điều tiếp theo chờ đợi và chờ đợi chờ đợi và cuối cùng chẳng có cái quái gì bất thường xảy ra như trong mấy bộ av hay xem chẳng lẽ là av gạt người dung cúc khẽ quay sang nhìn tê hy ung vẫn dán mắt vào trong màn hình điện thoại hình như là đang nhắn tin về ai đó vẻ mặt rất nghiêm trọng cũng có thể là chuyện nghiêm trọng đi nhưng mà nó nghiêm trọng hơn cả việc đè cô dâu trong đêm tân hôn sao? Cậu không phải là mong chờ hay gì, thấy Tê Hi như vậy càng vui là đằng khác nhưng cũng rất nguy hiểm, con người im lặng luôn tỏ ra vẻ cao cao tại thượng là nguy hiểm nhất. Kim, ta, Tê Hi Dung Cúc nhẹ nhàng gọi khiến Tê Hi quay sang nhìn cậu với ánh mắt mong chờ câu tiếp theo, rốt cuộc Dung Cúc chỉ im lặng không nói gì, anh cũng thầm hiểu ra. Tê hy ung đem điện thoại tắt đặt sang một bên sau đó đưa tay ngang qua người cậu lúc này dung cúc như cả đứng tượng nín thở mắt nhắm mắt mở hờ quan sát tình tiết sau đó kết quả Tê hy ung chỉ với qua bên kia kéo chăn sang đắp cho cậu cái kiểu động phòng gì đây nè trời tây hy ung giọng thản nhiên em sao còn không mau ngủ bồi sức để ngày mai phải đi đăng ký giấy kết hôn nữa anh cũng bận rộn rất nhiều ở công ty nên sáng mai thời gian dư rất ít sau đó không còn rảnh để đi đâu dung cúc Ừ ừ gật đầu rồi mới vô chi vô giác há hốc miệng nhìn tê hy ung tiếp tục tung chăn chui vào nằm xuống gối êm liền nhắm tít mắt ngủ say vài phút sau đó còn nghe được tiếng ngáy nho nhỏ quả thật là đi gặp chu công rồi ngủ trong đêm động phòng chẳng phải ngủ là điều cấm kỵ ư Vận động mới chính là mấu chốt của đêm động phòng vậy mà Tê ung chỉ kêu cậu ngủ và cũng lập tức lăn ra đó ngủ ngon lành, trong khi cậu đây còn chưa kịp tiêu hóa xong lời nói của anh. Nhưng mà kể ra vậy cũng tốt, đỡ phải bị bại lộ sớm, có thể cầm cự được thêm vài ngày nữa. Dung Cúc cũng thầm nghĩ, có lẽ Tê ung không xấu như cậu nghĩ, bề ngoài như vậy tất nhiên bên trong cũng như vậy chứ, sao có thể nghĩ người như Tê Ung đây là một tên dê già được nhỉ? Dung Cúc chợt mỉm cười, cậu chống cằm ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của anh, cả đôi mày rậm cũng trao lại khi ngủ nữa, hẳn là không được thoải mái nhiều điều đây. Xong cậu lại ngửi được thoang thoảng mùi hương của dầu gội mà anh dùng, rồi nghĩ đến tóc trong của mình cũng mùi y chang như thế, bỗng dưng tim lại chật thêm một nhịp nữa. Điên mất rồi. Dung Cúc cố gắng nén lại ở đây thêm một chốc nữa, dự định chờ cho người kia ngủ thật là say, đến khi động đất đến không còn hay biết gì thì cậu mới dám rời bỏ đi. Vậy mà không ngờ trong lúc chờ đợi, hai mí mắt cậu chịu nặng khi nào cũng không hay, lập tức lăn vào trong chăn ngủ thiếp đi mấy hồi. Chỉ biết đến khi thức dậy, bản thân mình vẫn nằm trên chiếc giường đó, chân tay còn duỗi thẳng cẳng trông rất thoải mái là đằng khác, cảm giác ngủ ngon như không có gì ảnh hưởng hay động chạm đến mình. Dung Cúc chui nửa đầu ra khỏi chăn, đôi mắt mấp máy mở, mái tóc nâu nhẹ của cậu rối bù, nếu như mà đặt hai quả trứng lên thì xác định đó chắc chắn không phải là tóc mà chính là tổ chim đột nhiên vô chi vô giác ngồi bật dậy như xác chết sống lại, đầu tóc đã dối nay bị rung cúc vò cho dối thêm, cậu tá hỏa tam tinh giáo giác mắt nhìn sang đông sang tây. Kết quả thấy giường bên cạnh trống trơn, còn nghĩ đêm qua tây Hi Ung vẫn nằm ở đây, sáng ra đã mất tiêu. Mới biết mình ngủ ở nơi này từ đêm qua đến giờ, còn không biết bản thân bị phát hiện chưa, chỉ lật đật ngồi dậy mau mau tìm cách trốn thoát khỏi đây vừa bước ra khỏi giường thì phát hiện dưới chân giường có một bộ quần áo được xếp ngay ngắn dùng cúc lại gần xem thì biết trên bộ quần áo đó còn có thêm một mảnh giấy ghi chú màu vàng cậu cầm lên đọc nội dung anh chuẩn bị trước bộ quần áo này cho em thay vào khi thức dậy lần này đến lượt cầm bộ quần áo lên xem là chiếc váy trắng suông đến ngang đầu gối tay cụt và cổ tròn to hơi lộ phần cổ bên ngoài còn có cả gen trông bớt đơn điệu lại còn thanh tao bắt mát Dung Cúc thầm đánh giá gu thẩm mỹ của Tê Hy Ung chương 4, đăng ký giấy kết hôn, 1, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Dung Cúc trong lòng hoảng loạn, cậu không nghĩ rằng người kia phát hiện trước rồi vậy mà vẫn diễn trò với cậu, xem cậu như món đồ chơi có vẻ rất thích thú. Trong lòng có chút buồn bực lại xấu hổ, nhưng lúc này thì nên biết cúi đầu hối lỗi thì hơn thế là chưa kịp chắp tay xin lỗi dung cúc một phát bị tê hy ung kéo xoay người lại từ nãy đến giờ cậu chỉ toàn đối lưng với anh bây giờ mới có thể nhìn nhau trực diện lần đầu tiên tiếp cận anh với góc độ gần nhau thế này trên người cậu lại chỉ có mỗi áo ngực và quần lót của nữ dung cúc lập tức đỏ mặt anh anh biết tôi không phải là Nayeon từ khi nào giọng dung cúc lắp bắp hai tay kia bị tê hy ung giữ chặt anh nhìn cậu không chút biểu cảm. Từ đêm qua ngay khi cậu đi ngang qua tôi để vào phòng tắm, Dung Cúc nghe câu trả lời này cũng không hiểu nhiều lắm. Đêm qua khi cậu đi ngang qua người anh rõ ràng đã cân nhắc rất kỹ trước đó. Cúi người xuống thấp một chút, lấy tóc che đi gương mặt của mình, cậu chắc chắn rằng Tê Hi ung sẽ không tài nào nhận ra được. Nhưng mãi về sau cậu can đảm hỏi anh thì Tê Hi ung bảo rằng, đó chính là nhờ vào mùi hương trên người cậu đối với Nayeon cũng như các nữ nhân khác đều không có gì đặc biệt. Nhưng chẳng hiểu sao khi cậu đi ngang qua người anh lại có thể cảm nhận được một mùi hương đặc trưng cực kỳ, chỉ duy nhất một mình cậu có được. Tê Hy Hung cúi xuống, đôi mắt lóe sáng trông hung dữ vô cùng, làm Dung Cúc run sợ muốn bật khóc tại chỗ còn không biết bản thân mình sẽ bị làm gì hình phạt ra sao lúc mọi chuyện bị truyền đến tai mẹ cậu hay bà nội đáng ghét kia cậu có bị tổng cổ ra khỏi nhà hay không dung cúc sợ hãi nghĩ đến nhưng anh chỉ nói với cậu một câu ngắn gọn cậu tên gì rồi nhẹ nhàng buông tay cậu ra cũng đứng cách xa cậu một chút không gây khó dễ nữa suýt tí cứ tưởng nước mắt chảy ra cuối cùng nghe xong câu này thì thở phào nhẹ nhõm ban đầu tính không khai tên tuổi nhưng sợ rằng cố chấp chỉ tổ cậu bị thiệt mà thôi dung cúc nuốt nước bọt mắt ngước lên nhìn anh tôi tôi họ jeon tên đầy đủ là jeon dung cúc đại đại ca muốn gọi tôi thế nào cũng được đại ca tây hyung cười lớn cậu là đang vuốt móng ngựa đấy à sao phải nếu như nịnh nọt anh có thể sống thì tôi sẵn sàng quỳ luôn cả gối xuống sao tất nhiên câu trên dung cúc không dám nói ra chỉ biết gật đầu nhẹ với tây hy ung đi tây hy ung bất ngờ hét lớn rồi nắm chặt cổ tay cậu dung cúc theo phản xạ hét lên tiếng đau nhưng vẫn bị anh ghi chặt gương mặt hung hăng kéo cậu jeon dung cúc cậu mau đi theo tôi nghe câu nói đó trong đầu dung cúc lập tức nghĩ đến những nơi mà tây hy ung sẽ đưa cậu đến tất nhiên nó sẽ chẳng có tốt lành gì có thể mang cậu lên núi chôn sống luôn cũng không trường còn không đem những màn tra tấn dã man hành hạ cậu khiến cậu thừa chết thiếu sống tại đâu đó rồi mang xác cậu tha cho trò ăn xin lỗi nhưng mà trái tim bé bóng này của cậu không chịu được dung cúc bị kéo đi thì cũng phản kháng lại ra sức chống cự bàn tay rắn chắc của tê hyung nhưng tất cả đều vô dụng chỉ còn đủ hơi để hét lên mong rằng sẽ giúp ích được gì đó anh anh dẫn tôi đi đâu hả? Đi đến đồn cảnh sát, rồi cả gia đình cậu tôi cũng mang đến đồn luôn, xử lý cho nhanh gọn lẹ. Dung Cúc mặt mày tái mét khi nghe đến đồn cảnh sát, trong lời nói của Taehyung nghe có vẻ rất chắc nịch dường như không có sự đùa giỡn nằm trong đó. Vậy là cuộc đời cậu sẽ vĩnh viễn mang danh xấu, ở trong ngục tối bóc lịch từng ngày tủi thân chưa kể gia đình cậu còn bị dính lây nữa, bà nội hẳn sẽ càng căm ghét cậu, mà cậu ở trong ngục rồi thì chắc chắn mẹ cậu sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Kết luận chỉ có thế, một chút hy vọng tìm thấy cũng không có. À không, tính kỹ lại thì còn một thứ duy nhất hy vọng có thể cứu rỗi cuộc đời cậu lúc này. Chỉ là trong giây lát tưởng chừng ngủm củ tỏi thì đã nhớ đến 36 sách lược quân sự của Trung Quốc có cái gọi là khổ nhục kế trong bại chiến kế tức thua rồi thì phải dùng cái trò con bò này thôi. Giống như câu tiễn tiên sinh vậy, sau khi thất bại trước kẻ thù phù sai thì hết lòng tận tụy phục vụ phù sai như người hầu. Thậm chí ông còn nếm trương nam, đăng ký giấy kết hôn, hai Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Nhưng suy cho cùng thì đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu đi ăn ở nhà hàng sang trọng như thế này, thậm chí nơi sang trọng hơn cậu còn đã đến rồi căn bản đó chính là gia đình cha dượng của cậu là một gia đình nằm giữa trung lưu và thượng lưu xem như là nhà giàu mới nổi đi cho nên cũng tập tành đến những nơi đại loại như vậy ăn rất nhiều tất nhiên cả cậu cũng bị mẹ kéo đi theo bây giờ ngồi trong nhà hàng này tuy cảm giác tự ti nhưng chỉ là tự ti về vẻ bề ngoài của mình còn lại cậu đều rất hiểu biết làm thế nào để ra dáng quý tộc không làm mất mặt kim tây hương kia thứ nhất nên may mắn vì nhà hàng này menu ghi bằng tiếng Hàn chứ nhiều nhà hàng cậu đi chỉ toàn dùng tiếng Anh khiến cậu trước khi đến đó phải học thuộc rất nhiều loại món ăn ghi bằng tiếng Anh để tiện gọi chứ thật ra môn Anh của cậu đạt âm số rồi thứ hai chỉ gọi những món mình đã ăn qua hay có cái tên quen thuộc vì nếu như trên tay là menu tiếng Hàn còn cứu vớt được một chút bạn sẽ không dại gì gọi những món lạ còn nếu trên tay là menu tiếng Anh nếu bạn nhỡ gọi một món với cái tên lạ hoác nào đó, khi mang ra chỉ là một mớ thịt bò say nhuyễn còn sống, thì xác định cả buổi hôm đó bạn chỉ uống nước lọc. Và cuối cùng phải chú ý cách ăn uống cho tử tế. Nếu như trên bàn có rất nhiều loại muỗng dao hay nĩa được bày ra hai bên thì đừng chóng lo ngại mà hãy theo quy luật dùng từ bên ngoài vào đến trong theo thứ tự từng món ăn mang ra nhưng hiện tại Dung Cúc và Taehyung Hyung ăn riêng một buổi nhỏ cho nên trường hợp đó xin phép bỏ qua. Và lại đây cũng chỉ là cách hướng dẫn cho nhà giàu mới nổi như Dung Cúc mà thôi, cậu đang dần học tập với cái cách này thành thói quen để tránh phải mất mặt cả cậu lẫn người đi ăn cùng. Tóm lại nhà hàng này cũng chỉ là một loại sang trọng thường so với những cái cậu đã đến, Taehyung Hyung chọn nơi này có lẽ vì anh ta vừa mới từ nước ngoài về chưa thể biết hết được Hàn Quốc này còn nghe nói sống từ nhỏ nữa kết quả sau đó cậu gọi thịt hun khói còn người kia dùng món pate gan ngỗng đúng là có cố gắng cách mấy cũng chẳng vươn lên ngang tầm với ung được nhìn vào món ăn đã có thể đánh giá rồi dung cúc câm lặng thưởng thức món ăn của mình cho dù món Hyung gọi có cao sang cỡ nào nhưng mà dung cúc quyết vẫn không nếm được cái thứ dở tệ đó có lần cậu cũng đòi ăn thử cuối cùng lại nôn ra giữa bàn tiệc khiến bao nhiêu người nhìn xem ra thịt hun khói không đắt bằng, không bổ dưỡng bằng nhưng lại ngon gấp 8 lần đó a, à, món cậu ăn ngon không? Vừa ăn được một chút thì Tê Hi Ung hỏi Dung Cúc có hơi ngỡ ngàng nhưng rồi gật đầu một cái. Ngon lắm, sao vậy? Anh muốn thử không? Thôi không, Tê Hi Ung bĩu môi lắc đầu. Tôi ghét thịt hun khói. Sao vậy cũng hỏi, nhàm chết đi được sao nhưng mà nghĩ kỹ lại thịt hun khói ngon như vậy, dễ nuốt như vậy ai lại ghét được chứ? Tê Hy Hung nói ghét thịt hun khói vậy tức là ghét món cậu thích cũng như gián tiếp ghét Zeon Dung Cúc này. Kết luận chỉ có thể là anh ta đang nói ghét cậu, với cái biểu cảm bĩu môi lắc đầu nữa thì chắc chắn là cực kỳ ghét. Anh ghét tôi thì cứ nói thẳng ra, chắc ngồi ăn cùng tôi như vậy anh miễn cưỡng lắm chứ gì, Dung Cúc tức giận càng ghi mạnh con dao vào miếng thịt hun khói hơn tây hy ung nheo mày khó hiểu sau đó đầu óc nhanh nhạy của anh lập tức hiểu ra được vì sao dung cúc cho rằng anh ghét cậu liền mỉm cười nói lập luận của cậu hay quá nhỉ nhưng nếu tôi ghét cậu còn muốn yêu cầu cậu làm vợ tôi sao biết đâu bất ngờ tương đương anh nghe nhạc của bích phương chưa lời bài hát có câu như thế đó tây hy ung tối mặt tôi không biết bích phương vậy thì về lên dinh mp3 tìm kiếm bài, có khi nào rời xa, mà nghe đi, tên bài hát xến quá, không muốn nghe. Tôi thích nhạc giao hưởng, dung cúc liền làm biểu cảm ngó lên trần vai nhún mấy cái. Ôi tôi đang ở thế giới nào vậy? Tại sao tôi từng nay tuổi phải dùng bữa với cụ già 80? Tê hy Ung chợt cười khổ, sau đó chuyển mặt thành thật nhìn thẳng dung cúc tôi thật sự không ghét cậu, nhìn cậu cũng không có lý do để ghét, bất quá bộ dạng lôi thôi của cậu khiến tôi có chút khó chịu mà thôi. Cái đầu nhuộm màu đó cũng nhanh đổi thành đen đi, dung cúc nuốt trọng cả miếng thịt hun khói lớn vào cổ họng, vì lời nói kia giống như ra lệnh, giống như đối với cậu là một vị trí đặc biệt. Dung cúc nhớn mắt, tại sao tôi phải nghe lời anh? Có biết màu đây rất thịnh hành không? không cần biết thịnh hành hay không, Tê hy Ung khẽ lướt một vòng người cậu đánh giá. Nhưng trông chẳng đứng đắn, là vợ của tôi thì phải hoàn hảo hết mức có thể, oát. Dung Cúc hà hốc miệng rộng đến mức đủ nhét một quả trứng gà vào. Anh vừa bảo tôi là gì của anh cơ? Vợ tôi, Dung Cúc đập con dao xuống bàn cái cạch, đôi mắt nảy lửa. Anh lấy đâu ra cái tự tin đó thế? Từ đây, lại là câu nói cụt ngủn, Tê rút ra một túi giấy đưa cho Dung Cúc. Cậu cũng nhanh cầm lấy, trong đầu đã sớm tọc mạch đặt ra hàng trăm câu hỏi cần câu trả lời về cái con người ngạo mạn kia. Cậu khẩn trương kéo sợi dây cuộn trên mặt túi, lấy ra bên trong là một sấp giấy tầm 3 hay 4 trang gì đó với trang đầu là tựa đề to đùng, hợp đồng hôn nhân. Trong đó ghi các điều khoản giữa bên A Kim Tae Hyung và bên B Jeon Dung Kook.